Hi, xin chào mọi người. Hello everyone. Today I let's cook for dinner. And I cook oyakodon from chicken. Mình sẽ làm oyakodon của Nhật đó các bạn. Gọi là gì? Thì nó gọi là oyakodon của Nhật đó các bạn, là tại vì nó sẽ cho gì nè. Một tô cơm và mình nấu để ăn xong rồi mình sẽ đổ lên trên một cái tô cơm. Thường thì các bạn cũng biết là ở Nhật hay có là oyakodon hay gyudon. Gyudon là thịt bò nha các bạn. Don là nó giống như một cái tô cơm á, một cái tô cơm. Thì hôm nay mình sẽ làm cơm chiều cho gia đình của mình là oyakodon của Nhật và salad cho một bữa cơm chiều. Thôi mình bắt đầu vô làm thôi nha các bạn ơi. Là mình sẽ cắt thịt gà. Thịt gà đùi á các bạn, mình mua xong á mình lóc xương nha bác các bạn. Vậy nè. Like chicken leg and I buy it and I cut it for out and I make Japanese oyakodon. Everyone be with me. Take a little bit long. Yeah. Các bạn sẽ cắt một cục thịt nó ra như vậy nha các bạn. Nó sẽ ra giống như vậy, nó sẽ ra giống như là cắt một viên lụ nha các bạn, mà lụ to đó, cắt vậy nè. Nha, ok. Cho 6 người ăn nha các bạn ơi. 6 người ăn thì mình sẽ làm khoảng một ký thịt gà đùi và 3 củ hành tây nha các bạn, và hành lá màu xanh. Ai là mẹ là ai là phụ nữ là mẹ là biết rồi, nấu và ăn rất là cực, cho nên là mà mình làm là khúc trước khi mình làm là mình lau chùi sạch sẽ hết nha các bạn. Ô, cái hũ cũ này nó hư rồi. Hãy hư rồi. Và nó qua một bên. Bây giờ mình sẽ bắt chảo nóng lên. Và cắt hành tẩy. Các bạn thấy mình cắt gọn không? Để xa phải không các bạn? Tại vì mình mới làm video trước với các bạn, mình không có dụng cụ, mình không có camera lớn. Rõ không? Đó, cắt theo vậy nha. Rồi xong chảo. Ô một cái lộn rồi. Bên đây chứ. Chảo nóng lên. Chảo nóng thì mình sẽ cho olive oil nha các bạn. Olive oil. Khoảng 2 muỗng canh. 2 muỗng canh olive oil các bạn, dầu ăn các bạn. Dầu olive oil này nha các bạn. Nhà mình thì thường á mình ăn nấu này mấy cái chiên xào xào thì mình hay xả này. Còn mình còn dầu ăn á thì mình để mình chiên thức ăn chiên á các bạn. Lâu lâu cũng phải làm chiên cho mấy đứa nhỏ. Đây. Đây là thịt gà. Bây giờ mình sẽ cho muối, chút xíu muối vô nha các bạn. Xíu muối vô để mình ớt thịt chút xíu. Mà hôm mình vẫn cho thịt, mình phải cho sốt vô nữa, nhưng bây giờ mình cho chút xíu bột ngọt vô. À, muối. Muối và tiêu các bạn ơi. Muối và tiêu nha các bạn. Cho tiêu, muối và tiêu vô. Rồi mình sẽ lấy đũa trộn nó lên. Rồi lấy đũa trộn nó lên. Chảo dầu của mình cũng bắt đầu nóng rồi. Các bạn thông cảm cho mình nha, mình không có rành rẽ lắm, mình cứ làm bình thường, cứ để điện thoại quay giống như là mình quay cho gia đình coi vậy đó. Không có chuyên nghiệp, làm theo cái đam mê, thích làm thì làm vậy thôi, chứ không có chuyên nghiệp vậy bạn ơi. Mà đây mình không cần chảo phải nóng lắm đâu nha các bạn. Thì mình sẽ cho thịt vô, thịt gà vô nha các bạn. Đây, cứ để vậy, khi chảo nóng lên
Rồi mình sẽ trộn xào xào tiếp với bạn. Bây giờ mình cho củ hành vào đây không, cho mấy cọng hành khi mà mình nấu chín á, và mình sẽ cho mấy cọng hành lên trên các bạn, ít thôi. Nói chung thì Nhật người ta không có cho hành lên trên, mình đi ăn ở tiệm á, người ta không có cho hành lên trên, hành lá xanh đó các bạn, nhưng mà mình cho chút xíu lên thôi cho nó đẹp đẹp. Dao đó các bạn cứ gớp xuống, thì chảo của mình không được nóng lắm đó. Bây giờ mình sẽ xào thịt vậy đây, và sau đó mình có 7 cái trứng gà các bạn, 7 cái trứng gà. I have the 7 eggs in here and mix. Hay các bạn ở đây mình sẽ pha một cái tô nước để mình đổ vô cái chảo oyakodon của thịt nha bạn. Oyakodon nó là cái món của Nhật. Mình cũng không biết dịch ra tiếng Việt là gì nữa, nhưng mà ở Nhật thì thường cũng hay đi ăn cái này lắm các bạn, ở ngoài tiệm cũng hay tiện lợi đi ăn tiện lợi. Đây mình có khoảng 2 muỗng đường nha các bạn, 2 muỗng đường vàng các bạn, 2 muỗng đường vàng. Và mình sẽ cho ở bên Nhật á thì nó có củ Nhật nha các bạn, cái loại củ Nhật đây các bạn ơi. Rồi mình sẽ cho đây là rượu nha các bạn, rượu của Mỹ, nhưng mà ở Nhật đó nó có rượu của Nhật, rượu để nấu ra ăn, nhưng mà mình không có, tại mình qua đây cũng mấy năm mình hết đồ của Nhật rồi. Bây giờ mình xài rồi, có cái nào mình xài cái đó, mình mua được ở đây thì mình xài nha các bạn. Mình sẽ cho ôi dồi, khoảng 2-3 muỗng canh nha các bạn, 3 muỗng canh. Và đây là bột niêm của Nhật các bạn ơi, đây là bột niêm của Nhật, bột niêm bằng rong biển á các bạn. Mình có bột niêm bằng rong biển và mình có bột niêm bằng cá, xương cá, nhưng mà hôm nay là mình xài bột niêm bằng rong biển. Đây mình sẽ cho khoảng 1 muỗng canh bột niêm nha các bạn, bột niêm và chút xíu muối các bạn ơi. Tại nãy mình cho muối vô gà rồi, bây giờ mình cho một chút muối thôi để nó dằn cái niêm của mình lại. Còn đây là nước của Nhật, nước để nấu đồ ăn, các loại đồ ăn ở Nhật thường hay có cái này nha các bạn. Cái này nó gọi là mì điên, thì nó hơi ngọt ngọt, nó hơi ngọt ngọt một chút. Ở bên Nhật á, thì mình nấu đồ ăn thường thì nó hay có rượu và mì điên và đường nha bạn, nước tương, thế chỉ vậy thôi. Mình cho 2 muỗng cà phê, 2 muỗng canh nha các bạn, 2 muỗng canh. Và đây là nước tương. Mình sẽ cho 3 muỗng nước tương nha bạn, 3 muỗng nước tương. Khó quá, mình không có thường ở nhà mình có con á, mình làm gì mình làm nhanh, mình làm theo ý của mình, là mình nêm nếm hồi vừa ăn thì thôi, chứ mình không có đông lường cho nên mình không có quen lắm. Để từ từ mình làm cho các bạn, rồi mình sẽ đông lường thì mình sẽ quen hơn một chút. Và sau đó mình sẽ cho nước vào nữa nha các bạn, vì cái này nó đặc lắm, mình phải cho nước vô và mình quậy cho tan ra các bạn ơi. Mình sẽ cho nước vô thêm nha các bạn, tại vì mình phải nấu thịt, cái nước này nó phải chín vào giống như là mình nấu cho cái thịt dần á, nó có cái sót á đi vô các bạn, vô thấm vào thịt dần nha các bạn. Rồi mình sẽ nêm. Các bạn ơi, người Nhật có người ta nấu đồ ăn á các bạn hay ngọt ngọt, chắc mình phải cho thêm một muỗng nước tương nữa, tại vì không có đủ nước tương, mình cho thêm miếng nước tương. Ở bên Nhật á, mình mua nước tương á, đạn nước tương của Nhật thì nó có cái loại, nó cũng giống như nước mắm mình đó các bạn, nó có cái loại đậm và cái loại nhạt, và cái loại nhạt thì người ta hay để ăn sushi, còn cái loại đậm á, thì người ta hay để nấu ăn. Gì vậy con?
bây giờ đi chơi đi, mày đang nấu ăn mà nóng quá nè, đây nè. Nay kia hôm nay lấy bề play. Rồi bây giờ mình sẽ có cho cái tô nước pha này vô cái chảo này nha các bạn. Đó. Mình cho cái tô nước pha vô. Rồi mình sẽ nấu cho nó chín và mình sẽ cho hành lên mặt nha các bạn. Hành. Hành đó mình cắt giống như là các bạn. Đó, thịt gà mình cũng cắt giống vậy luôn. Đây, mình sẽ đưa hành vào. Xong mình sẽ đậy nắp lại. Này các bạn ơi, mình nó nấu đồ ăn ở nhà nuôi con rồi đó, giờ nó nhanh nấu. Không có đo lường gì hết trơn á các bạn ơi. Nấu vừa ăn thì thôi, tại vì nhiều khi mình vừa nấu mình cũng phải chạy tới chạy lui á, coi con của mình nữa. Cho nên là mình nấu mình không có bao giờ đo lường, nó lần đầu tiên mình đo lường luôn á các bạn. Xong các bạn ơi, xong mình sẽ bỏ hành như vậy. Mình sẽ đậy nắp lại nha các bạn. Mình sẽ đậy nắp lại. Đó. Đậy nắp lại để cho cái nước, cái nước sốt của nó sẽ thấm vào thịt gà. Mình sẽ để đó khoảng 5 đến 7 phút nha các bạn. Đây các bạn ơi, bây giờ đã được 7 phút rồi các bạn. 7 phút nhưng mà nó chưa có sắc xuống lắm đâu các bạn ơi. Nước nó vẫn còn nhiều một chút. Để mình nêm thử coi. Ừ, được rồi đó. Vậy là quá được. Mặn mặn, ngọt ngọt. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ mở nắp ra nha các bạn. Mình mở nắp ra rồi mình để như vậy khoảng chừng 3 phút. Cho cái nước nó cạn đi một chút xíu nữa. Thì mình sẽ đổ cái trứng gà vô á các bạn. Cái trứng gà này hình quậy đều hết rồi. Tại sao nó gọi là cái, tại sao ở Nhật người ta gọi là oyakodon, là tại vì cái này là con gà, cái này là con gà, còn cái này là trứng gà. Oyako là oyako là gia đình đó các bạn. Oyako là cha mẹ và con cái, nó dịch ra như vậy là gia đình đó. Thì cái này nó mình cũng không biết dịch ra tiếng Việt là gì, nhưng mà nó gọi oyakodon nha các bạn. Đây là thịt gà, còn đây là trứng gà, nó đi chung với nhau vô một cái chảo nó, cho nên là gọi oyakodon các bạn. Hay các bạn ơi, đây nè các bạn, bây giờ cái chảo thịt của mình nó đã cạn nước đỡ rồi đó các bạn, cạn bớt rồi. Bây giờ mình sẽ cho trứng gà vô các bạn. Mình cho trứng gà vô, xong mình để trứng gà nó sẽ đặt lại, nó sẽ chín. Nó vừa tính chín tới là mình sẽ cho gà tô. Nhưng mà trứng gà ở bên Mỹ á, mình không có biết, cho nên mình phải nấu theo cái kiểu là chín thật chín trứng gà nha các bạn. Tại vì ở Nhật người ta có chép cái loại trứng gà là mình ăn cơm, ăn sống được. Bây giờ ở Nhật á, thường á, thì buổi sáng có nhiều người á, người ta nấu cơm nóng lên và người ta sẽ có một cái trứng gà và một miếng nước tương. Người ta sẽ nấu cơm nóng lên, người ta đập cái trứng gà quậy lên cho một chút nước tương vô là người ta hút. Rồi người ta sẽ có một cái tô, một chén canh gọi là canh tàu hũ rong biển, canh tàu hũ rong biển nha các bạn. Canh tàu hũ rong biển và đậu tàu hũ rong biển. Thì nó có gọi là miso đó các bạn. Thì buổi sáng thường thì người ta hay ăn như vậy, chứ ít có ăn đồ ngọt. Chứ như ở Mỹ mà ăn siro rồi ăn những cái thứ ngọt ngọt rồi buổi sáng cho con nít lắm. Buổi sáng của con nít là ăn phải giàu dinh dưỡng và không có được chất béo nhiều. Đây mình đã cho vô đây nè các bạn. Đó, các bạn thấy không, nó đã đặc, nó đã hơi đặc nha các bạn. Đây nó lạc đặn vậy. Rồi mình cho chút xíu hành lên là mình xong. Dễ không các bạn? Đây mình sẽ cho chút hành lên. Chút hành lên, mình cho hành cũng được, không cho hành cũng được nha các bạn. Đó. Ở bên Nhật á, thì khi người ta bỏ gato cho mình đó thì người ta mới cho hành vô. Bạn mà người ta cất rất là mỏng, còn mình nó mình nấu cho con của mình ăn, cho nên mình phải bỏ hành vô trước cho hành nó chín
rồi con mình nó ăn, chứ mà mình để sống mình bỏ vô mặt vô thì nó gạt ra, nó không ăn nha các bạn. Cho nên nè, ở bên Nhật người ta bán ra thì người ta sẽ trước khi người ta đưa cho bệnh thì người ta cho chút xíu hành lên trên, có nhiều chỗ cũng không có cho hành nha các bạn, tùy theo chỗ thôi. Đây là xong, và đây là salad ăn cùng với oyakodon. Xong rồi, ok, bây giờ mình sẽ đậy nắp, mình tắt bếp, mình đậy nắp lại cho cái hành nó chín các bạn ơi. Đậy bếp nó lại cho hành nó chín, mà nó phải có một chút xíu nước, tại vì một hồi mình để mình làm cho các bạn coi nha, mình lấy cái tô đó đó các bạn. Đây là nước, đây là đồ drink, các bạn, những đồ mà để ở vô salad đó các bạn. Thường ở Nhật thì mình hay ăn cái loại này lắm, cái loại này là mè đó các bạn, làm từ mè, ăn rất là tốt. Thì khi mình ăn mình trang lên một chút xíu là được. Đây là đồ ăn buổi tối, cơm chiều của gia đình mình. Đây, cơm là vậy này các bạn, mình bới với như để cơm thôi. Xong mình sẽ lấy cái này mình để lên mặt đây các bạn ơi. Đó, nó vậy này các bạn, đó, thấy không các bạn? Gọi là mình bỏ vô cơm tô của các bạn, cơm tô này, đó là được một cô đơn. Rất là tiện lợi các bạn, không có tốn nước, không tốn nhiều tiền nha. Này các bạn, đây là một bữa cơm chiều. Xong rồi nha các bạn, bye bye. Mong là các bạn làm được giống như làm cũng rất là dễ làm nha các bạn. Hai các bạn ơi, bây giờ nấu xong rồi, ăn thôi. Đây, đây là phần của mình. Còn đây là phần của con gái mình. Còn đây là phần của Lily. Lily cũng đang ngồi ăn đi các bạn ơi. Mình ăn cái gì cơm chiều, cái gì là Lily ăn cái đó. Ăn giống như mẹ và ba và các chị. Đó, ngồi ăn vậy đó các bạn. Ăn rau cải luôn các bạn ơi. Phải ăn rau cải. Ăn salad. Nè Lily cho hai con. Hai. Hai. Hello, xin chào. Lisa xin chào đi con. Đó, ngồi ăn. Đó. Đấy. It's so good, I said. It's good. Yeah. Dakimasu. Này, người Việt thì lúc nào cũng có ớt nha các bạn. Ăn cái gì cũng phải có ớt. Mình mua ớt xong mình bỏ tủ lạnh đá để ăn cả năm. Ăn gì cũng phải có ớt ha. À, bây giờ là ăn salad đây. Thổi mà muốn bay cái cục gà luôn vậy hết rồi. Rất là ngon. Mới vừa nấu xong rồi. Ngon không? Ngon không? Salad thế là có cho phô mai chí gì trong đó, rất là ngon. Ở bên đây thì gà với củ hành. Dạ, củ hành gì con ăn đi, nóng quá à. Gớt ác rồi. Nhớ cho ớt. Good, hả? Good, hả? Hot. Hot, Lily. Hả? Lily cho hai đi. Hi. Xin chào. Xin chào đi con. Xin chào. Giỏi quá, mà tụi đi giỏi quá, trời giỏi luôn. Nhớ hả? Khó của con đâu. Ai eat Lily. Ngon không? Good. Good Lily. So good. So good.
Chắc kia là lại lại hả?